Ông Trump đăng bài lên mạng xã hội Truth Social sau thời gian lặng tiếng. Tổng thống Zelensky, Nga đang cố gắng tiêu diệt Donbass. Báo cáo, phi công được mệnh danh bóng mà Kiev tử trận sau khi bắn hạ 40 máy bay Nga. Cầu đường sắt tới thành phố tâm điểm ở miền đông Ukraine bị phá hủy. Mỹ đang huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức. Ông Putin chấp nhận lời mời dự G20, khả năng sẽ chạm mặt ông Zelensky Nga cảnh báo Moldova nên lo lắng về tương lai của mình. Chiến tranh Ukraine, cơ hội thoát Nga của Bulgaria. Sân bay Israel náo loạn vì du khách cất vỏ đạn pháo trong hành lý. Pakistan Ấn Độ lao đao dưới đợt nắng nóng gay gắt. Thu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 30 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Trump đăng bài lên mạng xã hội Truth Social sau thời gian lặng tiếng. Thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày thứ năm 28 tháng 4 đã đăng bài viết lên mạng xã hội Truth Social của mình với nội dung: Tôi đã quay trở lại sau thời gian dài lặng tiếng trên nền tảng này. Bài đăng đi kèm với tấm ảnh vị cựu tổng thống đứng trên bãi cỏ xanh tại Malago của Florida. Trước đó ông Trump đã không đăng bất cứ dòng trạng thái nào lên mạng xã hội Truth Social do mình lập ra kể từ khi ứng dụng này chính thức hoạt động vào ngày 21 tháng 2. Theo như Reuters, thì động thái này dưới lên hoài nghi về khả năng tồn tại lâu dài của Truth Social trước khi mạng xã hội này ra mắt. Con trai của ông Trump đã chia sẻ trên Twitter ảnh chụp màn hình tài khoản của bố mình trên Truth Social với thông điệp: Hãy sẵn sàng, tổng thống yêu thích của các bạn sẽ sớm gặp lại các bạn. Dữ liệu từ trang SimilarWeb cho thấy Truth Social đang đứng đầu bảng danh mục ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App Store tại Mỹ theo sau là Twitter. Truth Social giới thiệu mình là một không gian mạng tự do và là mạng xã hội sự thật khuyến khích mọi người đăng tải nội dung mà không lo bị kiểm duyệt như các nền tảng khác. Thưa quý vị, trong bài phát biểu mới qua video hàng đêm của mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga muốn tiêu diệt bất kỳ sự sống nào ở khu vực Donbass, so sánh nó với cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố cả Mariupol. Ông nói đêm 29 tháng 4, các vụ đánh bom tàn bạo liên tục của Nga vào cơ sở ả à tầng và khu dân cư cho thấy Nga muốn biến nơi này thành khu vực không có người ở. Trong bài phát biểu, ông cũng hoan nghênh đại sứ Vương quốc Anh tại Ukraine, Melinda Simmons, trở lại Kiev và nói thêm rằng hiện tại 27 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đang hoạt động tại thủ đô của đất nước chúng tôi. Tổng thống Zelensky cũng gửi lời chia buồn đến những người thân và bạn bè của cô Vera Hirik, nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích hôm thứ Năm nhằm vào Kiev. Ông cho biết việc dọn dẹp đống đổ nát ở Kiev, nơi tên lửa của Nga bắn chúng hôm qua trong chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vẫn đang tiếp tục. Ông cũng tuyên bố Việc nga bắn tên lửa vào thủ đô của Ukraine khi người đứng đầu Liên hợp quốc đến thăm là một hành động tàn bạo, một sự sỉ nhục có chú ý đối với Liên hợp quốc. Báo cáo: phi công được mệnh danh bóng ma Kiev từ trận sau khi bắn hạ 40 máy bay nga. Thưa quý vị, một phi công bí ẩn của Ukraine, người được ca ngợi là bóng ma của Kiev, sau khi bắn hạ hàng chục máy bay nga được báo cáo đã thiệt mạng trong trận chiến. Cái chết của viên phi công bí ẩn được The Times of London đưa tin hôm 29 tháng 4. Tờ báo lần đầu tiên công khai danh tính viên phi công này là thiếu tá Stephen Tarabanka, 29 tuổi, một anh hùng trong chiến tranh. Thiếu tá Tarabanka được cho là đã hạ gục 40 máy bay Nga cho đến khi chính anh bị bắn hạ vào ngày 13 tháng 3 trong khi chiến đấu với lực lượng áp đảo của đối phương. Tarabanka đã lên thiên đường trong một trận không chiến với lực lượng áp đảo của quân xâm lược Nga. Đó là tất cả những gì Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Vào ngày 20 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã truy tặng viên phi công này huân chương hàng đầu của đất nước về lòng dũng cảm trong chiến đấu, huân chương sao vàng và danh hiệu anh hùng Ukraine. Không rõ phi công này thực sự đã bắn hạ bao nhiêu máy bay Nga, theo cập nhật của Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 29 tháng 4, 189 máy bay Nga và 155 trực thăng Nga đã bị bắn hạ kể từ ngày 24 tháng 2. Theo The Times của Anh, mũ bảo hiểm và kính bảo hộ của phi công này, tất cả những gì liên quan đến viên phi công hiện đã được bán đấu giá ở London. Vào những ngày đầu cuộc xâm lăng của Nga, mạng xã hội Twitter và Facebook đã tràn ngập những mẩu tin và các đoạn video về một nhân vật bí danh có tên bóng ma Kiev, Ghost of Kiev. Người được mô tả là một phi công bí ẩn đã bắn rơi 5 chiến đấu cơ và một trực thăng của Nga. Nhiều người đã đặt câu hỏi nhân vật này có thật hay không, trong khi một số khác cho rằng đây là cách người Ukraine vẽ ra một câu chuyện để khích lệ tinh thần của quân đội khi đối mặt với lực lượng áp đảo của quân xâm lược. Cây cầu đường sắt tới thành phố tâm điểm ở miền đông Ukraine bị phá hủy. Thưa quý vị, theo AFP, cây cầu đường sắt bắc qua sông Triversky Donetsk nối Liman và Slovian, thành phố được cho là tâm điểm giao tranh mới ở miền đông, đã bị phá hủy hôm 29 tháng 4. Cây cầu nằm trên trục đường nối hai thành phố Slovian và Liman. Vệ tinh từ cơ quan vũ trụ châu Âu đã chụp lại hình ảnh cây cầu vẫn còn nguyên vẹn trong ngày 28 tháng 4. Hiện các bên chưa xác minh nguyên nhân cây cầu bị phá hủy. Một binh sĩ của Ukraine cho biết cây cầu bị trúng tên lửa. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 4 cho biết đã phá hủy nhiều nhà ga ở miền Trung và miền Tây nhằm chặn nguồn chi viện cho quân đội Ukraine ở Donbass. Các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào cơ sở Liman, đặc biệt nhắm vào tầng đường sắt nhằm chặn tiếp tế cho lực lượng của Ukraine. Vào hôm 29 tháng 4, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng lực lượng của Nga đang có những bước tiến chậm, tăng dần hướng về thành phố Slovian. Hồi đầu tháng, các chuyên gia quân sự cho biết sau khi phần lớn rút khỏi miền Bắc Ukraine, Nga dường như đang xoay trục để cố gắng kiểm soát thành phố Slovian ở phía đông nước này. Thành công của Nga trong việc kiểm soát các vực Lugan và Donetsk có thể phụ thuộc vào khả năng kiểm soát được Slovian, thành phố của hơn 110.000 dân, cách thủ đô Kiev hơn 640 km về phía đông. Slovian nằm ở một vị trí chiến lược gần khu vực Donbass. Việc kiểm soát thành phố này có thể cho phép Nga liên kết các lực lượng của mình ở Đông Bắc và Đông Nam của Ukraine. Mỹ đang huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 4 cho biết, họ đang huấn luyện quân đội của Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến tại Đức. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo, hôm nay tôi có thể thông báo rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện các lực lượng vũ trang của Ukraine về các hệ thống chủ chốt tại các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Đức. Ông Kirby cho biết, chương trình đào tạo có sự phối hợp của chính phủ Đức. Vị này nói thêm, chúng tôi rất cảm ơn vì sự hỗ trợ liên tục của Đức Khoảng 50 người của Ukraine tham gia khóa đào tạo sẽ được huấn luyện cách sử dụng lựu pháo, một loại vũ khí tầm xa. Ngoài giao cũng sẽ được học cách sử dụng hệ thống radar và xe bọc thép. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tháng 3 cho biết quân đội Mỹ đang huấn luyện các lực lượng của Ukraine ở Ba Lan, nhưng nhận xét này sau đó đã bị giới chức quân sự phản bác lại. Nga đã cảnh báo các nước phương Tây không trang bị vũ khí cho các lực lượng của Ukraine. Trước đó, Nga đã tấn công một trung tâm huấn luyện của NATO gần biên giới Ba Lan vào tháng 3, trong một thông điệp rõ ràng với phương Tây. Ông Putin chấp nhận lời mời dự G20, khả năng sẽ chạm mặt ông Zelensky. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Indonesia vào tháng 11 tới đây, theo tuyên bố của Tổng thống Indonesia Yoko Widodo. Theo The Epoch Times, dẫn tuyên bố của Tổng thống Widodo đưa ra hôm 29 tháng 4 rằng Tối qua vào lúc 7 giờ tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lời mời dự hội nghị thượng đỉnh G20 và ông đã nói ông sẽ tham dự. Theo tin nhà nước Nga RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29 tháng 4 nói rằng Nga sẽ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20, nhưng ông cũng cho biết chưa có quyết định chính thức và cũng không rõ là ông Putin sẽ bay tới Bali hay chỉ phát biểu tại sự kiện qua video. Ông Peskov khẳng định rằng Tổng thống Putin đã có một cuộc điện đàm khá tích cực với người đồng cấp Indonesia Widodo hôm 28 tháng 4. Cũng trong tuyên bố hôm 29 tháng 4, Tổng thống Widodo nói rằng Tôi đã mời Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 Ông Widodo cho biết trong tuần qua, ông đã điện đàm với cả ông Zelensky và ông Putin. Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky viết trên Twitter rằng, ông cảm ơn lãnh đạo Indonesia Yoko Widodo vì lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ liệu ông Zelensky có nhận lời mời đó hay không. Và Ukraine cũng không phải là thành viên của G20. Các thành viên của G20 gồm Argentina, Úc, Brazil, Anh Quốc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu. Tây Ban Nha hiện đang được mời tham dự với tư cách là khách mời thường xuyên. Tổng thống Mỹ Biden trước đó đã nói rằng Nga nên bị loại khỏi G20. Các quan chức Mỹ gần đây cũng thể hiện thái độ phản kháng bằng việc đi ra khỏi phòng họp trong các cuộc họp cấp bộ trưởng G20 lúc đại diện phái đoàn Nga phát biểu. Nga cảnh báo Moldova nên lo lắng về tương lai của mình Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Moldova về việc xích lại gần NATO vài ngày sau những vụ nổ bí ẩn ở khu vực Lykhai Transnistria của Moldova, nơi quân đội Nga đóng quân làm giấy lên lo ngại rằng nước láng giềng nhỏ bé giáp về phía nam của Ukraine sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Al Arabiya thuộc sở hữu của Ả Rập Xê Út rằng Moldova nên lo lắng về tương lai của chính mình vì nước này đang bị kéo vào NATO. Đức và các đối tác phương Tây khác đã cam kết hỗ trợ hàng triệu đô la cho Moldova, đất nước thuộc Liên Xô cũ sau khi nước này tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn của Ukraine, mặc dù họ là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu. Chiến tranh Ukraine, cơ hội thoát Nga cho Bulgaria Thưa quý vị, đài RFI hôm mai 9 tháng 4 đưa tin, việc Ba Lan bị Nga cắt nguồn cung khí đốt là điều có thể hiểu vì Warsaw không ngừng hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc kháng chiến. Thế nhưng Bulgaria, nơi ảnh hưởng của Nga vẫn còn rõ nét, tại sao cũng chịu trận? Liệu có phải Nga cắt dầu khí để dằn mặt Sofia hay không? Theo bản tin tập đoàn Gazprom là cánh tay nối dài của Điện Kremlin, thông báo ngừng cấp khí đốt cho Sofia vào lúc Thủ tướng Bulgari Kirin Peskov chuẩn bị chuyến công du Kiev để đánh giá nhu cầu quân sự của Ukraine. Trong cuộc họp ngày 28 tháng 4, hai nhà lãnh đạo đã bàn về hợp tác năng lượng và quốc phòng, đồng thời đã nhất trí là vũ khí hỏng của Ukraine sẽ được sửa chữa trong các nhà máy của Bulgari, sau đó được đưa trở lại với Ukraine. Đây là bước ngoặt lớn trong lập trường của chính quyền Sofia, trước đó vẫn im lặng về lời kêu gọi cung cấp vũ khí từ chính quyền Kiev. Lý do Gazprom ngừng cấp khí đốt vì Sofia không thanh toán bằng đồng rúp chỉ là cái cớ, mà thực ra là sự trả thù ngoại giao của Nga về việc Sofia ủng hộ Kiev và sâu xa hơn là Bulgari đang chuyển từ một chính phủ thân Nga sang thân phương Tây, theo nhận định trên đài truyền hình BFM ngày 28 tháng 4 của giáo sư Alan Bell thuộc Học viện Công nghệ Quốc gia Paris thậm chí có thể là một âm mưu đảo chính ở Bulgaria, theo nghi vấn của trang mạng Courier International. Thực vậy, chính phủ Bulgaria hiện nay được thành lập vào cuối năm 2021 sau một năm khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, gồm 4 đảng liên minh, đảng chúng tôi tiếp tục thay đổi của Thủ tướng, đảng xã hội BSP, tiền thân là đảng Cộng sản, và hai đảng chống tham nhũng. Dĩ nhiên, chính quyền Moscow không hài lòng với chính phủ này trong bối cảnh ảnh hưởng của Nga ngày càng bị suy giảm. Bulgaria vẫn âm thầm giao vũ khí cho Ukraine Cuộc chiến do Nga phát động tại Ukraine không khiến nội các Bulgaria lục đục. Thủ tướng Kirill Petkov kiên quyết đến Kiev, trong khi đảng xã hội từ chối giao vũ khí cho Kiev. Dọa từ bỏ chính phủ vật như vậy sẽ phải tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn. Nga đã đánh trúng điểm yếu này của Sofia. Tuy nhiên, một số tờ báo Bulgaria cho rằng, dường như chính quyền Sofia vẫn âm thầm chuyển vũ khí cho Ukraine, với nghi vấn vai trò gián tiếp của Bộ trưởng Kinh tế Cornelia Ninova thuộc đảng xã hội, dù đảng này luôn công khai từ chối giao vũ khí cho Kiev. Theo tạp chí Kinh tế Capital ngày 26 tháng 4, Bulgaria là một trong những nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Kiev chỉ sau Hoa Kỳ, thông qua các nước thứ ba và các nhà trung gian trong ngành kinh doanh vũ khí. Thậm chí chính quyền của Sofia còn có một hợp đồng với London nhằm phá hủy và tái chế vũ khí đạn dược thời Liên Xô. Thế nhưng những khí tài này lại hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của quân đội Ukraine và cuối cùng được đưa đến Kiev. Tính từ đầu cuộc chiến ở Ukraine, Bulgaria đã xuất khẩu vũ khí và đạn dược gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 với tổng trị giá là 316 triệu euro. Theo trang mạng Dunivik, trích số liệu chính thức do các nghị sĩ đảng GRB, công dân vì sự phát triển châu Âu cung cấp. Cơ hội thoát ảnh hưởng của Nga Bulgaria nhập 3 tỷ mét khối khí đốt hàng năm và phụ thuộc đến 90% vào nguồn cung Nga. Liên hiệp châu Âu tuyên bố không bỏ rơi thành viên nghèo nhất khối ngay sau khi Gazprom quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan. Trước mắt, các nước láng giềng sẽ cung cấp khí đốt cho Bulgaria theo cơ chế tương ái. Vào mùa thu tới, một đường ống 182 km sẽ nối mạng lưới của Bulgaria với đường ống dẫn khí đốt lớn nhất đi qua Komotini của Hy Lạp. Được khí đốt từ Azerbaijan đến Ý, Sofia và Baku đã ký một hợp đồng cung cấp 30% nhu cầu của Bulgaria. Azerbaijan cho biết sẵn sàng cung cấp nhiều hơn nữa. Ngoài ra sau chuyến thăm của Thủ tướng Peskov, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ cung cấp điện cho Bulgaria và sử dụng chung đường ống dẫn khí đốt xuyên Ba Căng để đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng trong vùng. Moscow muốn hạ gục Sofia khi cắt khí đốt. Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan truyền thông Bulgaria, quyết định bắt chè đơn phương của Moscow có thể lại là cơ hội có một không hai để Bulgaria có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và sâu xa hơn là thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Sân bay Israel náo loạn vì du khách cất vỏ đạn pháo trong hành lý. Thưa quý vị, nhật báo Anh The Guardian cho hay, tình trạng hỗn loạn đã xảy ra ở sân bay thành phố Tel Aviv, Israel hôm 28 tháng 4 sau khi một gia đình người Mỹ mang vào sân bay này vỏ của một đạn pháo. Nhà chức trách Israel cho hay gia đình người Mỹ cất vỏ đạn trong hành lý, coi đây như một kỷ vật lưu niệm. Vỏ đạn được phát hiện tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv. Báo cáo từ giới chức sân bay Ben Gurion cho biết, khi làm thủ tục kiểm tra hành lý, gia đình người Mỹ đã cho nhân viên an ninh xem mảnh vỏ đạn, sau đó toàn bộ khu vực được sơ tán ngay lập tức. Các du khách tại nhà chờ khởi hành rơi vào hoảng loạn khi lệnh sơ tán được ban bố do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố. Thời gian qua, hàng loạt vụ tấn công xảy ra trên khắp Israel khiến 14 người chết. Sau khi lực lượng an ninh xác minh không có đe dọa từ vỏ đạn, du khách được cho phép quay trở lại khu vực chờ khởi hành. Gia đình người Mỹ trong vụ việc cũng được cho phép lên máy bay về nước, tuy nhiên vỏ đạn bị giữ lại sân bay Ben Gurion. Theo The Times of Israel, gia đình trong vụ việc đã tới thăm cao nguyên Golan. Tại đây, một thành viên gia đình đã tìm thấy vỏ đạn cũ. Cao nguyên Golan từng là chiến trường giữa Syria và Israel trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Tàn tích từ cuộc chiến năm xưa hiện vẫn nằm rải rác ở cao nguyên Golan như vỏ đạn, mìn, dây thép gai. Pakistan, Ấn Độ lao đao dưới đợt nắng nóng gai gắt Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 4, Pakistan đã ban hành cảnh báo nắng nóng sau khi phải hướng chịu tháng 3 nóng nhất trong 61 năm qua. Trong khi đó, nhiều trường học của Ấn Độ đã đóng cửa do nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một tuyên bố Bộ trưởng Liên bang về biến đổi khí hậu của Pakistan, Seri Rahman đã kêu gọi chính quyền liên bang và địa phương khai triển các biện pháp để phòng nắng nóng, vốn lên tới 47 độ C tại nhiều nơi. Bà cho biết nhiệt độ tại Pakistan được dự báo là có thể cao hơn từ 6 đến 8 độ C so với mức nhiệt trung bình. Theo Cục Khí tượng Pakistan, tháng 3 vừa qua vẫn là tháng nóng nhất tại nước này kể từ năm 1961. Bộ trưởng Raymond dẫn lời các nhà khoa học cảnh báo hơn 1 tỷ người trên thế giới có nguy cơ chịu các tác động do nắng nóng cho khu vực do biến đổi khí hậu. Đây là lần đầu tiên Pakistan chuyển từ mùa đông sang mùa hè mà không có mùa xuân. Trên khắp khu vực Nam Á, người dân phải tìm kiếm nơi trú nắng nóng. Nắng nóng càng trở nên khắc nghiệt hơn khi nhiều khu vực ở Pakistan và Ấn Độ bị mất điện. Một phần do thiếu than đá sau khi nắng nóng bất thường trong tháng 3 và tháng 4 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, lạm vào các kho dự trữ. Tuần trước, nhiều thành phố của Pakistan đã phải cắt điện lên tới 8 giờ mỗi ngày, trong khi người dân nông thôn chỉ có điện trong vòng nửa ngày. Đáng lo ngại hơn, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở các khu vực miền bắc do nhiệt độ tăng có thể làm tan băng. Còn tại Ấn Độ, nhiệt độ cao nhất đo được tại thủ đô New Delhi lên tới 43 độ C. Nhiều trạm điện chỉ còn lượng than đủ dùng chưa tới một ngày. Người đứng đầu New Delhi, ông Avin Keriwan, thừa nhận rằng tình hình trên toàn độ đang rất tồi tệ, đồng thời cảnh báo nguy cơ cắt điện đối với các bệnh viện và hệ thống tàu điện của thành phố. Nhiều bang của Ấn Độ, trong đó có Rajasthan, Gujarat và Andhra Pradesh, đã cắt giảm cung cấp điện cho các khu công nghiệp vì thiếu than tại các nhà máy điện. Ấn Độ cũng hủy một số chuyến tàu chở khách nhằm tăng lượng than cho các nhà máy điện. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo nắng nóng sẽ vẫn tiếp diễn trong 3 ngày tới. Các bác sĩ Ấn Độ cho biết ngày càng nhiều người bị ốm do sốc nhiệt, đồng thời quan ngại nguy cơ đột quỵ. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện do say nắng hoặc các vấn đề liên quan đến nắng nóng. 60 đến 70% bệnh nhân là trẻ em bị nôn mửa, tiêu chảy, suy nhược cùng nhiều triệu chứng khác. Tại Odisha bang miền đông Ấn Độ, các trường học đã phải đóng cửa trong khi bang Tây Bengal lân cận phải kéo dài kỳ nghỉ hè của học sinh thêm vài ngày. Nắng nóng còn là nguyên nhân khiến nhiều vụ cháy rừng xảy ra ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ trong những tuần qua. Giới chuyên gia Tây Ấn Độ thậm chí còn cho rằng, quốc gia Nam Á này thậm chí còn quan ngại đợt nắng nóng này hơn làn sóng lây nhiễm thứ tư của dịch Covid-19. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.